Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngọc Khanh xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến quý Phật tử, quý khán giả đang theo dõi chương trình Thân Khỏe Tâm An trên băng tần 57.15 của Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc. Và xin được gửi lời chào tái ngộ đến bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh. Xin chào Ngọc Khanh, xin kính chào quý vị khán giả. Kính thưa quý khán giả, ngày hôm nay Ngọc Khanh và bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh xin được chia sẻ về đề tài có tên gọi là biện pháp để ngăn ngừa xơ vữa động mạch. Thưa bác sĩ, xơ vữa động mạch nghe cái tên nó rất là gọi là không có thể nào hiểu nổi là một cái căn bệnh gì, nhưng mà bây giờ mình hiểu nôm na chữ động mạch là mình thấy mạch máu rồi. Còn cái chữ xơ vữa thì Ngọc Khanh thấy cái chữ xơ thì Ngọc Khanh nghĩ chắc là cái động mạch nó không có còn bình thường nữa. Thì cảm ơn Ngọc Khanh. Thưa quý vị, thì đề tài là xơ vữa động mạch là tại vì đó, nếu mà dịch từ tiếng Anh ra thưa quý vị là cái chữ tiếng Anh là atherosclerosis. Thì đây là một cái từ tiếng Anh xài rất là thông thường cho các người bình thường, họ cũng biết cái từ atherosclerosis, hay là tới những người trong ngành về y khoa y tế họ cũng biết cái chữ atherosclerosis. Cái chữ đó rất là thông thường được xài. Thì cái đó thưa quý vị có nghĩa đó là cái mạch máu của mình nó bình thường thì nó như một ống nước chẳng hạn quý vị, nó được trơn tru, nó được thoáng. Qua thời gian nó bị ô nhiễm những cái đóng những cái mỡ, những cái cặn mà bẩn dơ vô, hoặc là bị những cái bệnh tiểu đường nó phá cái mạch của mình đi, hay là quý vị bị vôi nó đóng, nó bám vô cái trong cái thành mạch máu của quý vị, hay là quý vị bị hút thuốc lá thì những cái chất carbon, những cái chất độc của thuốc lá nó vô nó phá cái mạch mình đi. Quý vị cứ tưởng tượng hình dung như là một cái miếng sắt nằm ở ngoài biển, mà khi nó gặp nước biển, nước muối, nó dỉ, nó sét, nó sùi lên, nó trông rất là xấu xí. Và một cái miếng sắt cũ, cái đó thưa quý vị là xơ vữa động mạch. Động mạch, tại vì đó là những cái gì mà mình thấy khi mình mổ một cái mạch máu ra. Quý vị có thấy cái điều đó? Thì thưa quý vị, mình nói cái đề tài này là tại vì thật sự ra làm bác sĩ thì mình có nhiều cái cơ hội để nhìn những cái trường hợp của những người bệnh nhân mà họ bị trong cái trường hợp này. Và có nhiều trường hợp cái sự kết quả không có được tốt lắm, tức là bị gây tử vong. Còn có một số thì họ may mắn là được giải phẫu, được mổ để được ngăn chặn và chữa. Còn có một số thành phần ở giữa là họ cũng có những cái thiệt hại. Nên thưa quý vị, khi mà cái mạch máu mình nó bị như vậy đó, thì cái điều chắc chắn là các bác sĩ, từ bác sĩ gia đình, từ bác sĩ nội thương, từ bác sĩ mổ, bác sĩ tim, bác sĩ nào cũng vậy hết. Khi mà mình nhìn thấy cái điều này thì đôi khi tự mình sẽ hỏi, thế thì mai mốt mình thế nào? Mình cũng không có muốn bị như vậy, hay là những người thân của mình. Cho nên mình phải tìm những cái cách nào, mình đặt câu hỏi là sao mình sẽ không bị rơi vào cái trường hợp đó. Thì cái đề tài này là mình nghĩ là mình muốn chia sẻ với quý vị, tại vì nó cũng là cái câu hỏi cá nhân. Để chính mình cũng hỏi mình là trong tương lai khi mình lớn lên, mình cũng không có muốn bị như vậy. Tuy nhiên là theo tuổi, theo bệnh và cái bệnh nền của mỗi một người thì có người sẽ bị nặng hơn, có người thì có thể can thiệp được. Thì mình muốn cũng chia sẻ với quý vị những cái phương pháp, những cái phương cách mà có thể mình can thiệp được để giảm đi được tí nào hay tí đó thôi quý vị. Bây giờ giống như lấy một cái người là như Ngọc Khanh không có trong cái ngành của bác sĩ, mình đang nói đây là cái động mạch của mình. Để mà đi tới cái đoạn mà nó phải thành xơ vữa là nó là một quá trình. Giống như mình nói là mình lớn dần theo năm tháng, cái tuổi đời của mình. Một bao nhiêu yếu tố như mà mình lão hóa, rồi mình bệnh tật, rồi yếu tố môi trường, đủ thứ lý do. Ngọc Khanh lúc nào cũng suy nghĩ, quá trình mà nó hư hoại tới mức như vậy, thì để mà không bị hư hoại như vậy có nghĩa là mình phải có nhiều cái cách. Một là mình phải ngưng cái gì đó, hai là mình phải làm thêm cái gì đó mới được như vậy. Và Ngọc Khanh nghĩ là thường thường là bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh hay bày ra những cái cách không tốn tiền nè, mà gọi là thực tế để mà dễ dàng ai cũng có thể làm được. Để trả lời câu hỏi đó thưa quý vị, thì Ngọc Khanh bảo đó là một cái quá trình. Thì sự thật ra khi mà mình khám bệnh, mình gặp những người bệnh nhân trẻ đó, Ngọc Khanh thưa quý vị, những người trẻ đó 20 mấy tuổi, 30 tuổi, cái họ bị cao mỡ, lúc mình thử máu đó mỡ rất là cao, cái mình mới nói họ là mình nhìn thẳng vào mặt họ, mình nói ô mình mừng quá là biết họ bị cao mỡ. Cái họ sẽ nhìn ngược lại bảo sao bác sĩ kỳ nhỉ, thấy tôi bị cao mỡ mà lại mừng, tại sao vậy? Thì mình mới nói họ như thế này là Ngọc Khanh thưa quý vị, tại vì quý vị là còn trẻ tuổi và bị cao mỡ thì quý vị là những người rất là may mắn, tại vì
biết bao nhiêu người bệnh nhân lớn tuổi của mình, họ ngày xưa không được thử máu, không biết họ bị cao mỡ, không có điều kiện, nên tới họ đã tới với mình là họ khi mình thấy họ cao mỡ đó, họ có thể họ đã bị cả chục năm rồi, chứ không phải là mới phát hiện. Cho nên cho mấy người trẻ tuổi mình nói họ mình rất là mừng, tại vì mình đã phát hiện được sớm. Cho nên cái quá trình là khoảng trung bình khoảng 30 đến 40 năm, thì từ từ thời gian nó sẽ xây dựng lên, thì cái mạch máu, cái động mạch nó bị bám và nó bị hẹp lại. Cho nên nếu mà cái người đó là cứ cho như là 30 tuổi đi, thì 30, 40, 50, 60, từ 60 tới 70, thì cái tầm tuổi đó quý vị là các bệnh viện đông, rất là đông các quý vị trong cái tầm tuổi đó mà bị đau tim và bị stroke. Cho nên nếu mà họ biết từ lúc họ 20 mấy, 30 tuổi, 40 tuổi khám phá được, mà họ cái này là họ phải ý thức, phải hiểu và phải tin, tại vì những cái mà sơ vữa động mạch này họ không có triệu chứng, không có đau, không có đớn, không có mệt, không có mỏi, không có một cái gì hết. Cho nên là họ phải tin cái người bác sĩ, tin về cái tài liệu, tin về những cái chuyện trước đây nó xảy ra, và làm cho họ hiểu được. Cái là cái việc của mình là giúp họ hiểu được, thấy được, nhìn được xa. Để khi mà họ nhìn được xa, mình đã thuyết phục được họ rồi đó, để cho những cái niềm tin đó đó, thì họ mới chịu can thiệp, họ mới chịu có thể thay đổi trong cái ăn uống, tập thể thao, hoặc là kiêng cữu nhiều cái vấn đề khác nhau, hoặc thậm chí đôi khi phải uống thuốc. Nhưng mà họ biết được, họ ngăn ngừa cho cái 30-40 năm sau, chứ không phải cho ngày hôm nay. Dạ, yeah, cái đó là cái khó. Nhưng mà 30-40 năm. Dạ. Yeah. Ít ra cũng còn có một cái, nếu như đi tới đi lui không được nữa, họ vẫn còn có thể đi ngang được. Yeah. Và đi ngang đây là họ có thể uống thuốc hay họ làm cái gì đó, yeah, có một lối sống lành mạnh hay gì đó. Dạ. Yeah. Yeah. Vậy thì bây giờ mình trở lại với cái đề tài là bây giờ nói về sơ vữa động mạch. Dạ. Yeah. Yeah. Thì thưa bác sĩ, nếu mà mình nói cái bệnh sơ vữa động mạch nguy hiểm như vậy, nhưng mà thực tế là không có nhiều người nhận ra nó nguy hiểm, tại vì nó không có dấu hiệu gì rõ ràng hết. Đúng là không có tín hiệu. Yeah. Cho nên là cái thưa quý vị, nếu mà gặp một người bệnh nhân, họ bị một cái rằm nhỏ đâm vào ngón tay thì họ bị đau, thì rất là dễ thì họ muốn mình gỡ cái rằm nó ra hộ. Hay là họ bị một cái gì, cái bụi lên vô mắt, họ mình phải kê cho họ cái toa lên, họ nhỏ thuốc vô mắt họ dễ chịu. Hoặc có nhiều cái mình còn thấy sẽ bị sổ mũi, muốn phải có thuốc xịt mũi vì nó chảy nước dòng dọc như vậy. Nhưng mà cái đó không có đưa tới sự nguy hiểm với cái sức khỏe của mình. Nhưng cái mạch máu quý vị, thường thường là khi mà mỡ nó đang đóng vô, thì quý vị thấy là đâu có cái thuốc nào hiện tại bây giờ mà cho nó từ từ nó tan đi đâu. Cho nên là quý vị thấy là nếu mà mình nói về cái tim chẳng hạn đi, là cái tim là một cái mình thấy họ làm những can thiệp nhiều nhất, là bảo ô mạch máu bị nghẽn rồi, hai mạch, ba mạch tùy theo. Thì chúng tôi được đóng stent, chúng tôi được vô thông mạch máu tim, đưa lên cái tay hay là cái háng chân, rồi mình thông. Còn có người thì bảo ô thông không được, nên là phải mổ lấy mạch máu chân dưới đưa lên tim. Thì quý vị thấy không, rõ ràng là không có cái thuốc nào hết để mà giải quyết cái vấn đề mà cái mạch máu mình đang bị nghẽn. Cho nên là một là phải thông, hai là phải bơm bong bóng vô, balloon, hoặc là mổ hết rồi. Cho nên mình đang là, nhưng mà khi mà tới cái giai đoạn đó đó, thì một thời gian 20-30 năm, cho nên đó, mình có từng đó thời gian để can thiệp. Nếu mà bệnh nhân không có triệu chứng, họ không muốn can thiệp, cho nên khi mà đã tức ngực rồi thì đã trễ rồi. Đi vài ba bước người ta ngộp, cảm thấy chóng mặt, choáng váng, hay là trở lên với bậc thang là bắt đầu đau tim, tức ngực, hay là xui xẻo hơn nữa đang đi vài bước lại đùng ngã lăn đùng một cái thì mạch máu trong đầu nó bể. Yeah. Thưa bác sĩ Ngọc Khanh, nhớ là trước đây mấy hôm bác sĩ có nói là có những người bệnh nhân của bác sĩ phải vào nhập viện, và thấy là cái động mạch máu của họ trên đầu hay gì đó là có phình ra, nhưng người bệnh nhân cảm thấy là ủa sao không có làm gì cho tôi mà cho đi về theo dõi. Thì lúc đó bác sĩ thấy có những cái đáng tiếc như thế nào đó? Thì thưa quý vị, thì đó thì cái vị bệnh nhân của mình là hôm đó cô bị nhức đầu. Cô nhức quá thì cô chạy vô bệnh viện. Thì vô đó thì họ làm cũng rất là kỹ, họ thử máu, thử tim, rồi họ chụp CAT scan, rồi làm angio CT, tức là họ bơm cái phòng máu mạch máu lên cái đầu. Họ thấy là có một cái mạch máu nó bị hơi phình ra. Thì cái đó thưa quý vị, tiếng Anh gọi là aneurysm. Aneurysm là cái mạch máu nó bị phồng ra. Thì thưa quý vị, mạch máu bị phồng ra đó là cũng là một cái bệnh gọi là mạch máu bị yếu và không được có thể không được sự chăm sóc. Có thể nó nhiều lý do, nhưng mà có thể một trong cái lý do là không được chăm sóc kỹ, cũng là của cái sơ vữa động mạch đó, là cái atherosclerosis cũng làm cái chuyện đó. Hay là đôi khi
mạch máu mình bị vôi, nó bám, nó đóng kín lại, nó cứng ngắc lại, nó bị chai và nó bị muốn bể ra, thì cũng là xơ vỡ động mạch. Cái đó cũng là một cái vấn đề. Hoặc là bệnh nhân mình bị bệnh ca máu, nhưng mà tất nhiên là có một số người mình điều chỉnh cái tăng xông rất là khó khăn, điều chỉnh không được, hoặc là chưa được cái mức mình muốn. Nhưng mà đôi khi có thể là cái vị đó chưa được điều chỉnh được đúng tới cái mức có thể. Mỗi một cơ thể một khác, hay là trường hợp một khác, hay là một cái gì đó mà cô đang đi bác sĩ tim, thì có thể bác sĩ tim chưa đạt được cái điều đó. Và nếu Ngọc Khanh là người thân của cái người bệnh nhân mà vào bệnh viện vì cái vấn đề nhức đầu và thấy ra được là cô ấy có cái vấn đề về cái bệnh xơ vữa động mạch, thì cái điều Ngọc Khanh thấy trước tiên đó bác sĩ là cô, Ngọc Khanh nghĩ nếu mà trước đây mình có thể làm cái gì đó để ngăn ngừa cho cái xơ vữa động mạch nó không có xảy ra, thì ngày hôm nay có thể cô ấy sẽ không phải đi tới cái tình trạng là lúc nào cũng phải hồi hộp, bởi vì không biết cái chỗ phình đó khi nào nó vỡ. Đúng như vậy. Thì lúc mà gặp bác sĩ chuyên khoa về mổ mạch máu, thì ông ta review cái phim và đề nghị là cái này chưa tới cái mức mà phải giải phẫu, chưa phải mổ. Rồi thì ông ta là chuyên khoa về phẫu thuật, tức là bác sĩ mổ. Thế họ chỉ nói là thôi để mình theo dõi 6 tháng sau chụp lại, rồi mình coi coi nó có phát triển, có gì thay đổi hay không, rồi đi về là hết chuyện. Thì thưa quý vị, thì người bệnh nhân họ cũng hoang mang. Họ bảo thế có làm gì khác không, có thuốc thì không, có chữa gì không, tại sao không có làm bây giờ luôn, đi không làm gì luôn. Thì mình cũng phải giải thích cho họ là đôi khi có nhiều cái can thiệp chưa tới lúc, có thể mình làm sớm đôi khi có những thiệt hại khác. Cho nên tại mình cũng có những trường hợp là bệnh nhân làm cái phẫu thuật cho cái phình cái mạch máu trong đầu á, họ vừa làm xong tất cả làm là ổn định tốt hết, mà tự nhiên bệnh nhân bị vô trạng thái coma và cũng đưa tới tử vong. Cho nên là phải cân nhắc dữ dội lắm, không cân nhắc dữ dội là có nên hay không, hay là làm liền, hay đợi thời gian, hay theo dõi. Cái đó mình cũng hiểu được. Đó thì chính vì như vậy bác sĩ mổ cũng không muốn mổ, bởi vì đó là cái con đường cùng phải làm. Nhưng mà ngược lại thì giờ mình làm cái gì? Đó thì đó là cái vấn đề mình mới đặt ra. Thì có thể lát mình sẽ nói là những cái nguy cơ của xơ vữa động mạch. Trong phần 2 mình trở lại, mình sẽ bắt đầu mình nói về những cái nguy cơ xơ vữa động mạch. Mà ở đây mình nói đi nói lại về cái trường hợp của người bệnh nhân này. Là tại vì thí dụ mình đứng ở cương vị là cổ thì mình sẽ thấy bây giờ không làm gì hết thì giống như mình sống như một quả bom nổ chậm. Không biết khi nào cái chỗ phình đó nó có vỡ ra hay không. Nó vỡ ra thì chuyện gì sẽ xảy ra. Cái đó thứ nhất. Cái thứ hai, bây giờ cần phải làm cái gì. Thì với Ngọc Khanh nghĩ là cổ không còn có thể làm được gì nữa hết. Tại vì giống như bác sĩ nghĩ là muốn giúp một người đi tới cái giai đoạn mà không có bị bệnh đó, thì là trước đó, một cái thời gian trước đó thiệt là dài, cổ cũng phải làm này làm kia, không được làm này làm được kia. Nhưng mà nhiều khi người bệnh nhân đâu có nhận ra được là cái động mạch của cổ nó đã bị xơ vữa rồi. Thì vì vậy ngày hôm nay bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh giống như là Ngọc Khanh chia sẻ cho quý vị một cái trường hợp người bệnh nhân là có người thật việc thật, và bây giờ đang gọi là theo lời chỉ định của bác sĩ là mỗi 6 tháng phải chụp hình đầu lại. Nhưng mà cũng rất là căng thẳng lo lắng. Thì chúng ta cần phải làm gì để mà sau này mình sẽ không có phải đi vào cái trường hợp giống như vậy. Thì Ngọc Khanh xin mời quý vị theo dõi phần 2 tiếp theo của chương trình ngay lập tức. Xin đừng rời làn sóng của chương trình và chúng tôi sẽ trở lại.